Chúng tôi xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị, các bác, cô chú, các chị. Một ngày rất là đặc biệt, buổi sáng giờ thì Trọng Tấn cũng đã biểu diễn cho rất nhiều những cô, những chị, những em nhân ngày 20 tháng 10. Và nhân những cái dịp ngày đặc biệt này thì Trọng Tấn mới được hát những cái ca khúc và thường là được chọn cũng như là đem đến những ca khúc đặc biệt mà rất ít khi hát. Ca khúc ngay sau đây mà muốn được gửi đến tất cả quý vị một bài hát của nhạc sĩ Từ Huy. Từ đầu đến giờ thì chúng ta đã nghe rất là nhiều những cái giai điệu khác nhau, từ những cái ca khúc chính ca cho đến những ca khúc trữ tình. Và sau đây là một bài hát pop ballad mà rất ít khi Trọng Tấn hát, sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy, có tựa đề Ngày Em Đến. Xin được tất cả quý vị. Cho anh ngỡ ngàng.
tựa như con suối đi qua trong tim đồng đàn, và em vương mái tóc mây bồng, và anh nghe trong gió thương hồng, thuyền anh theo con sóng xa khơi, xa nơi nhìn trôi, thuyền anh đó. Yeah.